Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel OV Dragon. Goku và Vegeta hợp thể chống lại kẻ diệt thần. Bộ ba Jiren, Hit và Goku phối hợp chiến đấu. Đó là những diễn biến sẽ xuất hiện trong video hôm nay. Tiếp nối series review phần phim Super Dragon Hero, chào mừng anh em đến với video tóm tắt Super Dragon Hero tập 13 đến 19, Gogeta đại chiến sát thần Hurt. Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản ChatGPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Tiếp tục diễn biến trước, tập 13 có tiêu đề Super Hurt xung trận. Lúc này Goku đang chuẩn bị đối đầu với Super Hurt, anh khi ở trạng thái Super Saiyan 2. Ngay lập tức, Hurt lao vào tấn công liên tục, Goku chỉ có thể phòng thủ trước sức mạnh quá lớn của đối thủ. Bên này, Zamasu tấn công Future Trunks, trở lại với Goku, anh đã tức giận và hất Hurt ra xa. Khi biến hình thành Super Saiyan Blue trông có vẻ mạnh, anh lao đến tấn công nhưng vẫn không áp đảo được Super Hurt. Cả hai Muda Muda từ nơi này sang nơi khác, Goku vẫn không đánh trúng được Hurt. Hắn có khả năng đọc tâm trí nên mọi đòn tấn công của Goku đều bị bắt bài. Khỉ trưởng hàng loạt đòn tấn công nhưng bị đối thủ phản lại tất cả. Hai người họ lại lao vào cận chiến, Goku vẫn không thể đánh trúng Hurt. Anh bị đánh văng đi, Goku nhận ra đối thủ chưa hề bùng hết sức. Hurt mỉm cười rồi tung trưởng về phía Goku. Hắn sử dụng những khối lập phương để chúng đuổi theo Goku, nhưng anh khỉ đã thành công phá vỡ, rồi lao đến đấm Hurt túi bụi. Lần này hắn đã không bắt kịp chuyển động của Goku, anh bay lên tung Kamehameha, Hurt tiếp trưởng nhưng bị thổi bay. Bên này, hợp thể của anh em phản diện đã phá vỡ lá chắn của số 17. Tuy nhiên, đó cũng là lúc Piccolo tích xong năng lượng cho đòn chí tử. Anh bắn xuyên qua gã phản diện khiến hắn đau đớn. Hắn hét lên, tạo một quả cầu năng lượng tím, bao phủ cả một khu vực lớn. Bên này, Trunks đang chiến đấu cùng Zamasu, họ có ân oán từ trước nên choảng nhau rất quyết liệt. Hurt vẫn chưa xi nhê sau loạt tấn công của Goku, hắn dùng sức mạnh trọng lực đè Goku xuống đất. Cậu cố gắng bay lên rồi tung trưởng liên tục, nhưng Hurt thành công đạp Goku xuống, hắn tiếp tục gồng ki chuẩn bị cho hiệp đấu mới. Tập 14 mang tên Sự đe dọa của hạt giống vũ trụ. Hurt đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mới, hắn nở một nụ cười tự tin rồi bay đến chỗ Goku, tung ra một cú cực mạnh khiến anh khỉ bay thẳng xuống đất, mất luôn dạng Blue. Hurt ghi chặt cú đấm khiến Goku đau đớn. Bên này hợp thể Kami Oren đang chiến đấu cùng số 17 và Piccolo. Họ phối hợp tấn công, liên tục tung trưởng khiến Kami Oren rơi vào thế bị động. Tay hắn bắt đầu nứt ra, nhưng Hurt đã cho chúng thêm sức mạnh. Hắn thu hạt giống vũ trụ thành một tia sáng nhỏ, rồi cho nó nhập vào người Kami Oren. Có một sự biến đổi lớn, gã phản diện đã biến hình. Ánh sáng phát ra thu hút sự chú ý của Vegeta và Trunks. Cuối cùng, siêu chiến binh máy móc đã xuất hiện. Đây là Kami Oren phiên bản khổng lồ, mất hết ý thức, chỉ còn sự giết chóc. Hắn đấm một cú khiến mặt đất nứt ra, sau đó thổi tia năng lượng về phía số 17 và Piccolo. Tia năng lượng đi đến đâu, mọi thứ tan tành tới đấy. Vegeta và Trunks phải chạy tới hỗ trợ. Số 17 và Piccolo cố gắng trưởng nhưng bất thành. Họ bị Kami Oren tặng cho hai đấm, cả hai bị thương nặng. Vegeta trong trạng thái Blue đá vào mặt Kami Oren. Khi hắn đựng phun năng lượng thì Piccolo chặn mồm hắn ngay lập tức. Rồi cả bốn người trưởng liên tục vào Kami Oren, nhưng hắn đã đáp trả bằng một tia năng lượng mạnh mẽ. Mọi người đều bị thương nặng, cả Vegeta cũng mất luôn dạng Blue. Khi Kami Oren định tấn công lần nữa, hắn tung đấm về phía mọi người. May là Goku đã xuất hiện chặn cú đấm của hắn, nhưng anh khỉ mau chóng bị tóm gọn. Trạng thái cơ bản không có cửa với Kami Oren vào lúc này. Anh cố gắng bật bản năng vô cực. Sau nhiều nỗ lực, Goku đã thành công. Với nó, Goku tự tin có thể đánh bại Kami Oren. Hắn thổi một luồng năng lượng lớn vào Goku. Sau vụ nổ, anh khỉ vẫn lành lặn như chưa có cuộc chia ly. Tập 15 có tiêu đề đánh đuổi Kami Oren. Tiếp tục diễn biến, các phản diện đã nhận ra Goku bản năng vô cực rất mạnh. Nhưng với độ máu chiến của mình, hắn vẫn cố gắng đấm. Goku né cái nhẹ, Kami Oren định thổi tia năng lượng nhưng bị anh khỉ tặng cho một cái đạp vào avatar. Tia năng lượng chưa kịp bay ra khỏi miệng, nó tạo ra một vụ nổ ngay trong miệng Kami Oren. Hắn tỉnh lại và tiếp tục tấn công. Goku dùng tay không chặn đứng tia năng lượng, thậm chí anh còn đẩy nó về phía Kami Oren. Gã phản diện không bỏ cuộc, nhưng Goku bản năng vô cực quá mạnh. Anh né mọi đòn tấn công và còn tận dụng các cú đấm đá rất chuẩn xác. Kami Oren sau bao nỗ lực đã thành công thổi tia năng lượng vào Goku. Anh dính trọn đòn đó. Những tưởng anh khỉ tồi đời, Kami Oren cười lớn, nhưng bất ngờ Goku trở lại với bản năng vô cực mạnh mẽ hơn trước. Anh khỉ trưởng thẳng mặt Kami Oren, né hết chiêu của hắn, sau đó túm đầu đối thủ xoay nhẹ vài vòng rồi quật xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy, Goku nhanh nhẹn luồn lách tấn công. Những người còn lại cũng giúp sức trưởng năng lượng để hỗ trợ cho khỉ. Lúc này Goku đang chuẩn bị cho đòn Kamehameha, anh nhắm thẳng vào Kami Oren. Đòn tấn công quá mạnh, nó khiến viên ngọc của Kami Oren bị bứt. Goku tiện tay đấm nát viên ngọc, thế là Kami Oren nát vụn. Goku đã kiệt sức sau cuộc chiến dài. Kami Oren bỏ mạng nhưng cây thế giới vẫn còn đó. Hurt thu lại và khoe khoang về dạng hoàn thiện của hạt giống vũ trụ. Hurt giơ cao hạt giống, những khối lập phương bắt đầu kết lại, bao bọc lấy hạt giống. Tiếp tục với phần phim, Zamasu đối đầu vũ trụ 7. Goku đã gục ngã, các thành viên còn lại cũng tơi tả.
Nhưng hạt giống vũ trụ đang dần được hình thành một cách hoàn chỉnh, ước mơ của Hertz đã thành sự thật. Những khối lập phương bao quanh lấy hắn và hạt giống. Vegeta cố gắng trưởng vào hạt giống, nhưng Yamasu đứng ra ngăn chặn đòn tấn công. Hắn nói rằng Hertz sẽ đánh bại được Zeno rồi thay đổi cả đa vũ trụ. Sau đó gã này tung một loạt đòn tấn công về phía Team 7. Hắn tốc biến đá vào bụng Vegeta, rồi lách người tung trưởng khiến Goku đau đớn. Anh khỉ cay cú lao vào Muda Muda liên tục, nhưng ở trạng thái cơ bản thì rất khó để Goku ăn được Yamasu. Bất ngờ, trên trời xuất hiện một tia sáng, anh chàng với mái tóc xuân mượt xuất hiện. Đó là ai? À, thì ra là Jiren, phàm nhân được cho là mạnh nhất đa vũ trụ. Anh ta đã cứu Goku, sau đó Jiren trưởng vào Yamasu, tất nhiên là không ăn thua. Khi gã phản diện định tung chiêu, thì thời gian bị ngừng động, sát thủ của vũ trụ sau đã đến đấm Yamasu ra xa. Vậy là ba chiến binh cực mạnh đã tập hợp đủ, Goku, Jiren và Hit, họ cùng lao lên. Nhưng bị luồng khí tức đẩy lui, hạt giống vũ trụ nứt ra, bên trong đó là Hertz với hình dạng cuối cùng. Hắn đã nhận được sức mạnh từ hạt giống vũ trụ. Hertz hút lấy Yamasu, tên này có định lụm luôn thằng đồng đội. Những khối lập phương bao lấy Yamasu, rồi khiến hắn ta biến mất. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bao gồm cả ngài Daishinkan. Hertz hiện tại là quá mạnh, kèo này rất khó cho fan khỉ. Tập 17 có tiêu đề, sát thần tối thượng. Mọi người đang cảm thấy bất lực vì Hertz quá mạnh so với họ. Tất cả chiến binh đang có ý cùng lao lên, nhưng Hertz đã tung ra những quả cầu xanh lam. Hắn đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Những quả cầu bắt đầu tấn công mọi người. Vegeta cố phá hủy nó nhưng không được. Nếu bị quả cầu xanh đánh trúng sẽ bị thương rất nặng. Hertz tận dụng cơ hội mọi người đang rối và lao đến đánh văng tất cả bọn họ xuống đấy. Tên này mạnh thật, đánh anh dao rách hết cả quần. Các chiến binh của chúng ta đang gượng dậy. Goku bay lên với Super Saiyan Blue, nhưng anh dễ dàng bị chặn lại bởi Hertz. Hắn đẩy văng Goku bằng sức mạnh từ trường. Jiren và Hit cùng lúc lao lên, nhưng vẫn dễ dàng bị gã phản diện đẩy văng. Hắn dùng những khối lập phương để tấn công các chiến binh. Hertz triệu hồi một thứ rất to lớn, một khối lập phương khổng lồ. Nó rơi xuống và đè bẹp tất cả chiến binh. Tiếp sau đó là một loạt năng lượng từ trên trời rơi xuống. Nó tạo ra một vụ nổ lớn, nhưng các chiến binh vẫn chưa gục ngã hoàn toàn. Jiren và Hit tức dậy bay đến phối hợp tấn công Hertz. Goku nhìn về phía Vegeta, anh chạy tới rủ dây hợp thể. Goku nói rằng cậu ấy không biết khi nào có thể dùng lại bản năng vô cực. Thậm chí nó cũng không đủ để đánh với Hertz. Trong tình thế ngàn cân treo sợi bún, Vegeta đồng ý họ sẽ dùng Fusion Den. Tất cả thành viên khác đều cố gắng cầm chân Hertz. Cuối cùng, siêu chiến binh Gogeta đã xuất hiện. Tập 18 có tiêu đề Siêu quyết chiến. Hertz vẫn rất khinh thường Gogeta. Hắn tạo ra đòn trọng lực, tạm khống chế các chiến binh, rồi cho những quả cầu xanh lực tấn công họ. Tất cả đã thấm mệt. Gogeta bắt đầu gồng sức biến hình thành Super Saiyan. Khí tức cậu tỏ ra khiến tất cả phải bất ngờ. Gogeta sau đó đối đầu với Hertz. Cuộc va chạm của họ khiến mặt đất rung chuyển. Gogeta hét lên và thành công đẩy lui được Hertz. Đúng là sức mạnh của hợp thể. Nhận thấy đối thủ không phải dạng vừa, Hertz gồng sức chuẩn bị cho đòn tấn công. Tuy nhiên Gogeta đã dễ dàng lách người né tránh. Những thành viên khác đứng bên dưới xem cũng bị văng miệng. Còn Gogeta, anh dễ dàng chặn đòn tấn công, thậm chí đẩy Hertz ra xa. Hắn đang bị áp đảo bởi Gogeta. Hợp thể này tung vào bụng Hertz một cú khiến hắn đau đớn. Hertz có lời khen dành cho Gogeta, nhưng hắn vẫn coi thường hợp thể này. Ôi bạn ơi, con cưng tác giả đấy. Bạn cười nó là bạn toang rồi. Lúc này Hertz lại dùng đến trọng lực, các chiến binh khác bị khống chế. Trong khi Hertz kéo một quả thiên thạch khổng lồ về trái đất, mọi người đều bất ngờ và chạm là trái đất bay màu ngay. Thiên thạch sắp va rồi, Hertz bay lên trên quả thiên thạch và khống chế cho nó rơi xuống. Gogeta vẫn đứng đó nhìn. Piccolo thắc mắc sao Gogeta không cử động. Lúc này anh mới gồng năng lượng và chuẩn bị chặn quả thiên thạch. Tập 19 có tiêu đề Hồi kết viên mãn. Gogeta đã chuẩn bị sẵn sàng, anh tích tụ một quả cầu năng lượng, chuẩn bị cho nó va chạm và đánh tan thiên thạch, nhưng có vẻ là chưa khả thi. Goku cố gắng đẩy, thiên thạch và quả cầu năng lượng đang kì kéo nhau. Mọi người đều bất ngờ trước sức mạnh của Gogeta. Hertz quyết định đẩy mạnh hơn nữa, và lần này Gogeta đã không chịu nổi nữa rồi. Thiên thạch đang đến rất gần trái đất. Piccolo bay lên chuẩn bị hỗ trợ Gogeta, người đang dùng Kamehameha để chặn thiên thạch lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi bún, lúc Hertz đang gáy cực khét, thì Hit và Jiren đã đưa tay tiếp thêm năng lượng cho Kamehameha. Thiên thạch bắt đầu bứt ra, đòn tấn công của ba người kia quá mạnh, Hertz bị cuốn vào vụ nổ. Piccolo, Chuan và số 17 thì giải quyết những mảnh thiên thạch nhỏ bị rơi ra, trong khi Gogeta vẫn tiếp tục tiến lên. Anh đấm nứt mặt kính của Hertz, cuối cùng là tung đấm thẳng vào hạt giống vũ trụ. Hertz thất bại và dần tan biến. Trước khi chết, hắn nói rằng Zeno là người thích thì sẽ hủy diệt vũ trụ khác. Hertz đang cố gắng giết Zeno để đem lại sự tự do thực sự cho tất cả các vũ trụ, nhưng Goku đã cản hắn và cho thấy một sức mạnh tuyệt vời. Hertz cho rằng bản thân đã thích con người rồi. Gogeta đứng lặng người nhìn cái kết của gã phản diện. Ngài đại thiên sứ quan sát từ trên cao và khen ngợi nhóm chiến binh đã làm rất tốt. Bên trong, hai Zeno và thần hủy diệt Perot cùng Champa đang chơi trốn tìm. Trở lại trái đất, Jiren thắc mắc Gogeta mạnh như vậy, sao vũ trụ 7 không dùng ở giải đấu sức mạnh? Lúc này Goku và Vegeta bị tách ra. Hoàng tử Saiyan tức giận nói, ta không muốn dung hợp với tên này. Mọi người mỉm cười vì lý do này. Họ mà dùng ở giải đấu sức mạnh thì game nó lại dễ. Tại một nơi khác, Phu đang ngồi xem lại những chuyện vừa xảy ra.
Hắn cảm ơn Hurst rồi nở một nụ cười gian xảo. Tên này mới là chúng cuối của bộ ngoại truyện này. Trong video sau, các chiến binh của chúng ta sẽ phải đối đầu với những siêu phản diện đến từ nhiều vũ trụ và dòng thời gian khác nhau. Anh em nhớ đón xem video sau của mình nhé. Trên đây là video tóm tắt Rambo Superhero. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!